tìm một số biết giá trị một phân số của nó. 2/7 số bi của Hùng là 6 viên. Thế thì Hùng có bao nhiêu viên bi? 1. Ví dụ, ta xếp bài toán sau. 3/5 số học sinh của lớp 6A là 27 bạn. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh? Nếu gọi số học sinh lớp 6A là x, thì theo đề bài, ta phải tìm x sao cho 3/5 của x bằng 27. Ta có x nhân 3/5 bằng 27. Suy ra, x bằng 27 chia 3/5 bằng 27 nhân 5/3 bằng 45. Trả lời, lớp 6A có 45 học sinh. Như vậy, để tìm một số biết 3/5 của nó bằng 27, ta đã lấy 27 chia cho 3/5. 2. Quy tắc. Muốn tìm một số biết M chia N của nó bằng A, ta tính A chia M trên N. Với M, N thuộc các số tự nhiên khác không? Câu hỏi 1. A. Tìm một số biết 2/7 của nó bằng 14. B. Tìm một số biết 3/2/5 của nó bằng âm 2 trên 3. Câu hỏi 2. Một bể chứa đầy nước. Sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng 13/20 dung tích bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu lít nước? Bài tập 126. Tìm một số biết A. 2/3 của nó bằng 7/2. B. 1/3/7 của nó bằng âm 5. Bài tập 127. Biết rằng 13/32 nhân 7 bằng 93/24 và 93/24 chia 3 bằng 31/08. Không cần làm phép tính, hãy A. Tìm một số biết 3/7 của nó bằng 13/32. B. Tìm một số biết 7/3 của nó bằng 31/08. Bài tập 128. Trong đậu đen nấu chín, tỷ lệ chất đạm chứa 24%. Tính số kg đậu đen đã nấu chín để có 1,2 kg chất đạm. Bài tập 129. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18 gram. Bài tập 130. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó thì bằng 1/3. Bài tập 131. 75% một mảnh vải dài 3,75 m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét? Luyện tập. Bài tập 132. Tìm x biết A. 2/2/3 nhân x cộng 8/2/3 bằng 3/1/3. B. 3/2/7 nhân x trừ 1/8 bằng 2/3/4. Bài tập 133. Để làm món dừa kho thịt, ta cần có cùi dừa, tức là cơm dừa, thịt ba chỉ, đường, nước mắm, muối. Lượng thịt ba chỉ và lượng đường theo thứ tự bằng 2/3 và 5% lượng cùi dừa. Nếu có 0,8 kg thịt ba chỉ, thì phải cần bao nhiêu kg cùi dừa, bao nhiêu kg đường? Bài tập 134. Sử dụng máy tính bỏ túi. Bài toán. Tìm một số biết 60% của số đó bằng 18. Nút ấn 1, 8, chia 6, 0, phần trăm. Kết quả 30. Vậy số phải tìm là 30. Hãy dùng máy tính bỏ túi kiểm tra lại đáp số của bài tập 128, 129, 131. Bài tập 135. Một xí nghiệp đã thực hiện 5/9 kế hoạch, còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa mới hoàn thành kế hoạch. Tính số sản phẩm xí nghiệp được giao theo kế hoạch. Bài tập 136. Đố. Theo một bài toán của Sam Loader, trong hình 11, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kg? Một bên cân là một viên gạch, bên kia là một quả cân 3/4 kg và một viên gạch 3/4 viên gạch.